xin chào tất cả các em. Chào mừng các em đã đến với chương trình dạy học trực tuyến của cô Tấm. Hôm nay cô trò chúng mình sẽ cùng nhau học môn tiếng Việt lớp 1, sách Cánh Diều của nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Bài 9, ôn tập. Bây giờ cô trò chúng mình sẽ cùng nhau đi vào phần đầu tiên. Chúng mình sẽ cùng nhau ghép âm nhé. Yêu cầu như sau: ghép các âm đã học thành tiếng. Các em hãy đọc cho cô giáo những âm màu đỏ: a, o, ô, ơ, e. Mời các em đọc lại. Khi chúng ta phát âm những âm này thì luồng hơi đi ra tự do, do đó các âm này được gọi là nguyên âm các em nhé. Chúng mình cùng nhau đọc cho cô các âm màu xanh: cờ, giờ, đờ. Mời các em đọc lại. Khi phát âm các âm này, chúng ta thấy luồng hơi đi ra bị cản lại, do đó các âm này được gọi là phụ âm. Bây giờ chúng ta sẽ ghép các âm với nhau để tạo thành tiếng. Chúng ta sẽ ghép phụ âm với các nguyên âm để tạo thành tiếng mới. Bài mẫu như sau: phụ âm cờ ghép với nguyên âm A, chúng ta sẽ được tiếng mới, đó là tiếng cờ AK. Tương tự như vậy, phụ âm cờ ghép với âm O, chúng ta sẽ được tiếng nào? Bây giờ cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng mình điền vào bảng ôn tập nhé. Sau khi các em đã điền xong bảng ôn tập, cô trò chúng mình cùng nhau hoàn thiện bảng ôn tập nhé. Âm cờ ghép với âm o, chúng ta sẽ được tiếng mới: cờ, o, co. Mời các em đọc lại. Âm cờ ghép với âm ô, chúng ta sẽ được tiếng mới: cờ, ô, cô. Mời các em đọc lại nào. Âm cờ ghép với âm ơ, chúng ta sẽ được tiếng mới: cờ, ơ, cơ. Mời các em đọc lại. Âm cờ không ghép được với nguyên âm e các em nhé. Đây là luật chính tả ghi âm cờ. Âm cờ không ghép được với nguyên âm e, chúng ta để trống. Tiếp tục chúng mình ghép phụ âm giờ với nguyên âm a, chúng ta sẽ được tiếng giờ a ra. Mời các em đọc lại nào. Âm giờ ghép với âm o, chúng ta sẽ được tiếng mới: giờ, o, do. Mời các em đánh vần nào. Âm giờ ghép với âm ô, chúng ta sẽ được tiếng mới: giờ, ô, do. Mời các em đọc lại. Âm giờ ghép với âm ơ, chúng ta sẽ được tiếng mới: giờ, ơ, dơ. Chúng mình đọc lại nhé. Âm giờ ghép với âm e, chúng ta sẽ được tiếng mới: giờ, e, dê. Chúng mình đọc lại nào. Tiếp tục chúng mình sẽ ghép phụ âm đờ với các nguyên âm. Đờ ghép với a, chúng ta sẽ được tiếng đờ, a, đa. Âm đờ ghép với âm o, chúng ta sẽ được tiếng mới: đờ, o, đo. Âm đờ ghép với âm ô, chúng ta sẽ được tiếng mới: đờ, ô, đô. Âm đờ ghép với âm ơ, chúng ta sẽ được tiếng mới: đờ, ơ, đơ. Âm đờ ghép với âm e, chúng ta sẽ được tiếng mới: đờ, e, đe. Bây giờ cô trò chúng mình sẽ cùng nhau đọc trơn lại bảng ôn tập vừa rồi nhé. A, o, ô, ơ, e. Cờ, ca, co, cô, cơ. Giờ, ra, do, dô, dơ, dê. Đờ, đa, đo, đô, đơ, đe. Cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng mình luyện đọc lại bảng ôn tập nhé. Tiếp tục cô giáo cùng các em sẽ chuyển sang phần B. Phần B yêu cầu như sau: thêm các thanh đã học vào mỗi tiếng trên để tạo tiếng mới. Các em quan sát mẫu. Mẫu ở đây là tiếng ca, là tiếng không có thanh, có âm cờ đứng trước, âm a đứng sau.
là một tiếng không thanh. Bây giờ các em sẽ thêm các thanh đã học vào tiếng ca để chúng ta được các tiếng mới. Các thanh chúng ta đã học đó là thanh huyền, thanh sắc, thanh hỏi, thanh ngã và thanh nặng. Ở đây tiếng ca thêm thanh huyền chúng ta sẽ được tiếng cà. Tiếng ca thêm thanh sắc chúng ta sẽ được tiếng cá. Tương tự như vậy, cô giáo có tiếng sau. Đây là tiếng co. Tiếng co có âm cờ đứng trước, âm o đứng sau, thanh ngang. Đây là tiếng không thanh. Từ tiếng co này chúng ta thêm thanh, chúng ta sẽ được tiếng mới như sau: cờ o co huyền cò, cờ o co sắc cò, cờ o co hỏi cò, cờ o co nặng cò. Chúng mình đọc trơn: co, cò, có, cò, cọ. Tiếp tục chúng mình ghép thanh vào tiếng cơ. Tiếng cơ là tiếng không thanh, thêm các thanh chúng ta sẽ được các tiếng như sau: cờ ơ cơ huyền cờ, cờ ơ cơ sắc cớ, cờ ơ cơ hỏi cờ, cờ ơ cơ, cờ ơ cơ ngã cỡ, cơ, cờ, cớ, cỡ, cỡ. Tiếp tục cô giáo có tiếng cô. Thêm thanh vào tiếng cô chúng ta sẽ được các tiếng khác nhau: cờ ô cô huyền cò, cờ ô cô sắc cố, cờ ô cô hoài cổ, cờ ô cô ngã cổ, cờ ô cô nặng cổ, cô, cò, cố, cổ, cổ, cổ. Tiếp tục tiếng ra. Thêm thanh vào tiếng ra chúng ta sẽ được các tiếng khác nhau, đó là giờ a ra huyền già, giờ a ra sắc giá, giờ a ra hoài giả, giờ a ra ngã giả, giờ a ra nặng giả. Ra, già, giá, giả, giã, dạ. Tiếp tục âm đờ ghép với âm a tạo thành tiếng đa không có thanh. Thêm thanh vào chúng ta được tiếng đờ a đa huyền đà, đờ a đa sắc đá, đờ a đa hoài đà, đờ a đa ngã đã. Chúng mình đọc trơn các tiếng này: đa, đà, đá, đã, đã. Cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng mình luyện đọc. Tiếp tục bây giờ cô trò chúng mình sẽ cùng nhau chuyển sang phần tiếp theo. Chúng mình cùng nhau tập đọc các từ sau. Trước tiên các em quan sát bức tranh thứ nhất, cho cô biết trong tranh đó là hình ảnh gì? Các em ạ, trong bức tranh đó là hình ảnh lá cờ đấy. Lá cờ này là lá cờ của nước Việt Nam chúng ta, có hình chữ nhật, nền màu đỏ, ở giữa có ngôi sao màu vàng và được gọi là cờ đỏ. Cô giáo có từ sau: cờ đỏ. Mời các em đọc lại. Chúng mình đánh vần như sau: cờ ơ cơ huyền cờ, đờ o đo hoài đỏ, cờ đỏ. Mời các em đánh vần lại nào. Tiếp tục bức tranh thứ hai, cô giáo giới thiệu với các em đây là hình ảnh cố đô. Đây là cố đô Huế các em nhé. Cô giáo có từ cố đô. Chúng mình đánh vần như sau: cờ ô cô sắc cố, đờ ô đô cố đô. Mời các em đánh vần lại nào. Tiếp tục chúng mình quan sát bức tranh thứ ba, cô giới thiệu với các em đây là đồ cổ. Từ lâu năm rồi thì người ta gọi là đồ cổ đấy các em. Cô giáo có từ sau: đồ cổ. Mời các em đọc lại nào. Chúng mình đánh vần như sau: đờ ô đô huyền đồ, cờ ô cô hoài cổ, đồ cổ. Mời các em đánh vần lại nào. Tiếp tục chúng mình cùng nhau quan sát bức tranh thứ tư, cho cô biết đây là cây gì. Các em ạ, đây là hình ảnh cây đa đấy. Cô giáo có tiếng sau: đa. Chúng mình đánh vần như sau:
Đờ a đa. Mời các em đánh vần lại nào. Bây giờ chúng mình sẽ đọc trơn lại các từ này nhé. Cờ đỏ, cố đô, đồ cổ, đa. Cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng mình luyện đọc lại các từ này nhé. Tiếp tục cô trò chúng mình sẽ cùng nhau chuyển sang phần tiếp theo. Chúng mình sẽ cùng nhau tìm từ ứng với hình. Các em ở đây quan sát những từ ngữ và kết hợp quan sát những bức tranh, những bức hình ở phía dưới. Và chúng ta sẽ nối từ với hình cho phù hợp nhé. Từ đầu tiên đó là giờ e re hỏi rẻ. Mời các em đánh vần lại nào. À, đây chính là hạt rẻ đấy các em. Chúng ta sẽ tìm nối đến bức tranh thứ ba, đó là hình ảnh hạt rẻ. Tiếp tục, tiếng thứ hai, đờ a đa sắc đá. Mời các em đánh vần lại nào. Tiếng này là tiếng đá. Chúng ta sẽ nối đến hình ảnh đó là viên đá. Tiếp tục, cờ ô co nặng cọ. Cọ, mời các em đọc lại. Tiếng cọ, chúng ta sẽ nối đến hình ảnh cây cọ. Tiếp tục, tiếng cuối cùng đó là cờ ơ cơ huyền cờ. Đây là tiếng cờ. Tiếng cờ, chúng ta sẽ nối đến hình ảnh lá cờ. Như vậy chúng ta đã tìm được từ tương ứng với các hình rồi đấy. Chúng mình cùng nhau đọc lại các từ này nhé. Rẻ, đá, cọ, cờ. Như vậy là cô trò chúng mình đã tìm xong các từ tương ứng với hình rồi đấy. Tiết học của cô hôm nay đến đây là hết rồi. Thân ái chào tạm biệt các em. Chúc các em chăm ngoan học giỏi và hẹn gặp lại các em ở tiết học sau. Cảm ơn các em đã xem video.